Bây giờ là set thứ 7, set quyết định phần thắng của trận công đành hôm nay. Một quả mổ xoáy xuống. 1-0. Sao? Nào cũng giao ăn hai trái. 0-2. Chúng ta đang ở set đấu thứ 5, cái set thứ 7 set quyết định. À, hai đều. Đúng rồi. 3-2. Hai bốn. Trời ơi. Hai năm. Thôi ở ngoài im lặng, đừng có động viên quá mức. Đánh đéo được. Nó cụ thể. Sáu hai. Bảy hai. Thế đủ. Hai tám. Ba tám. Chín ba. Mười ba. Và 11-3. Set 7 kết thúc khá là đơn giản. Như vậy kết quả trận công đài thứ nhất là phần thắng thuộc về tay vợt công đài Trần Vinh.